nặng chiếu sông lô bỏ ô tiếng hát, chuyến hồ quả cầm bến nước đỉnh ca, trên giải đất cong cong hình chữ S với 54 dân tộc anh em. Mỗi dân tộc sở hữu trong mình một loại hình nghệ thuật âm nhạc dân gian khác nhau, và tôi biết bị kính đến nếu nói rằng trong kho tàng âm nhạc dân gian Việt Nam là một vườn hoa rực rỡ nhiều màu sắc. Thank you.